Nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Trời ơi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Chúng ta sẽ nghe bạn nữ giới thiệu về mình. Em tên là Hà Thu Thảo chị. Em đến từ Tây Ninh và năm nay em 25 tuổi. Và em đang sale chị, sale bảo hiểm. À, mời bạn trai. Mình tên là Phan Lý Đại Hải. Mình là quản lý nhà hàng, năm nay mình 29 tuổi. Phan Lý Đại Hải hả? Dạ. Tên nghe kêu quá nha. Quê ở đâu Hải? Quê em ở thành phố luôn ạ. Ưu điểm là gì nè? Ưu điểm của Hải thì giao tiếp tốt, hát tốt, nhảy được. Wow. Ông ấy hát bài nhảy một đoạn đi em. Hát thì em có thể hát được liền bây giờ. Nhưng rồi, mà nhảy thì chắc để dành riêng cho bạn nữ thôi. Chút nữ nhảy ha. Chút nữa kéo màn lên là nhảy cho bạn nữ xem nha. Nãy giờ bạn khoe nhiều cái tốt nhưng thấy còn cái tốt nữa. Bạn ăn tốt bạn không nói nữa. Làm nhà hàng ăn dữ lắm hay sao vậy? Ủa mập lắm hả? Không có mập, vừa vừa thôi, tròn chút xíu thôi. Không mấy giờ hát đi, cứ hát đi rồi mọi chuyện bỏ qua tính sao. Hát đi. You're just too good to be true. Can't check my eye of you. I long last love, alright. Thank God I'm alive. Ủa, sao vậy? Ủa vậy thôi hả? Thôi được rồi, được rồi. Nãy giờ em nghe giọng anh Hải hát, em cảm nhận như thế nào? Giọng anh ấm. Ấm hả? Dạ. Thì cũng hát tiếng Anh nhưng mà em nghe tưởng tiếng gì. Em có biết nhảy không? Dance box không? Em không biết dance box chị. Nhưng mà em nhảy được cái khác. Em nhảy cái gì được? Em nhảy sexy dance. Sexy dance. Wow, nhảy sexy dance nha. Ờ, em nhảy thế rồi, hiện đại. Ưu điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là tự tin. Thích năng động. Thích xem đá banh nữa. Cũng biết nấu ăn. Vậy là tốt rồi. Những cái mặt còn hạn chế của mình. Dạ em thì hơi nóng tính. Với lại cũng khó tính nữa. Với lại là cũng hung dữ. Hung dữ. Bạn nam có sợ bạn gái hơi dữ không? Dữ xong sợ xong sợ. Cái tính như vậy thì tốt chứ gì. Ông nghe hung cái ông tốt liền à. Hồi đó giờ tôi mới thấy đàn ông nói con gái mà tính nóng hung dữ là tốt á. Bạn chọn mẫu người lý tưởng như thế nào mới phù hợp với bạn? Bạn chỉ là một người năng động, có tính cách nó hơi hướng ngoại một tí. Vậy là chắc có lẽ là hợp với bên đây rồi. Dạ, hợp đó. Em rất là năng động. Có cái hình mẫu lý tưởng gì không Hải? Trước giờ em chỉ thích có một người đó là Celine Dion. Thì một người rất là tự lập. Gặp tất cả các sự cố thì họ có thể đứng ra tự giải quyết. Thì hai người chỉ hỗ trợ với nhau chứ không phải là che chở lẫn nhau. Chiều vậy cao. Cần ngoại hình thì hướng thể thao là ok. Vậy là coi như đạt chuẩn rồi đó. Cái mẫu người lý tưởng của em sao? Tại vì em cũng cao khiêm tốn nên muốn bạn trai cao tầm 1m7 được rồi chị. Bên kia thì chị không biết có 1m7 không mà chị đoán có vẻ hơi mập đó. Đừng có ốm quá cũng đừng có mập quá. Không, thí dụ dư dư một chút. Đừng bụng phệ quá được chị. À, bên đó có bụng phệ không? Cái này chút kiểm tra mới biết. Rồi vậy chắc có rồi quá. Rồi chưa dám nói. Ê, còn gì nữa không em? Đừng đâu hói chị. Hả? Còn gì nữa không em? Dạ vậy được rồi chị. Có những cái gì mà em không thích về người đàn ông không? Dạ có chị. Lăng nhăng, gia trưởng quá là em không thích. À, để dạ. Chị qua chị hỏi dạ. Thử ha. Không cũng được, không đến nổi. Hơi hơi ấy. Hóp cái gì ông ơi, tôi mới để tay như vậy không hóp vô. Gì? Dù có hóp cũng hơi rớt ra ngoài chút đỉnh. Mặt trai à, đẹp trai à. Được, đẹp trai phong độ, chắc khỏe chứ bộ. Thôi, ba phân cũng du di được, không đến nổi ha. Có gia trưởng không? Nhà thì có em với mẹ thôi, nên cũng không có gia trưởng. Có lăng nhăng không? Thường thì không. Không. Thường thì không. Bình thường thì chắc cũng có. Tại vì không có thời gian. Nếu mà có. Vậy là có thời gian là có lăng nhăng hả? Trời ơi, mọi người thấy không? Ông đi hỏi vợ, ông đi kiếm vợ mà ông trả lời vậy là trớt quớt rồi. Có điều gì mình không thích ở người phụ nữ không? Nhõng nhẽo. Ủa, gái nhõng nhẽo dễ thương mà. Nhõng nhẽo tức là cần việc gì thì phải mình tự giải quyết trước. Thôi, tôi không có đồng ý. Tại vì phụ nữ là liễu yếu đầu tơ, chân yếu tay mềm. Dù người ta có mạnh mẽ, năng động cỡ nào, nhưng mà nhiều khi người ta cũng muốn ổng em vô nhà đi anh. Trời ơi, cái này nhõng nhẽo cái gì mà. Cái này chảy nước luôn á chị hai. Vừa vừa thôi,
anh ơi lấy giùm em cái ly nước đi, cái ly nước đi. Vậy thì được chứ làm gì thì vậy đi, mệt quá. Nói chung thì nói chung thì rất được, cũng du di được. Để qua coi đàn gái sao cũng hơi mặt hấp sạch bên đây thông minh. Ồ, em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ. Nói chung đàn trai rất phong độ, đẹp trai, nụ cười duyên dáng, quản lý không có lăng nhăng. Có cái đó anh nói à nha. Không có thời gian, có thời gian thì có chút chút. Tôi nói đàn ông bụng bự thì sang. Dạ. Nó sang mà ôm rồi rồi. Giống anh Quỳnh Linh cũng bụng bự luôn. Anh cũng bự nhưng mà anh nhờ hơi nhỏ hơn bên đàn ấy. Dạ. Anh thấy ổn đó ha? Dạ. Ổn rồi. Hôm nay mình đi có ai đi theo? Có chị Tường giám đốc bên em với lại chị quản lý của em và đồng nghiệp. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào tất cả các anh chị có mặt ở trong khán phòng ạ. Thấy tình hình anh bên đây được không? Với cá tính năng động, tự lập, một số yếu tố thì tương đối rồi đó. Vài điều hạn chế mà nhưng mà cũng có thể bỏ qua. Ví dụ như chiều cao, yêu cầu 1m70, 1m67 thì có thể... có thể du di được không ạ? Hồi nãy giờ cái hay của chương trình là cho cả hai bạn cảm nhận được cái cách nói ấm áp nè, hài hước, có thể là du di được đó em. Đặc biệt chị thấy giữa hai bạn là cũng có những điểm trùng hợp là cả hai bạn đều yêu thích thể thao. Thảo là một bạn rất là trách nhiệm trong công việc và đặc biệt là hướng ngoại cũng như rất là năng động. Lát nữa xem mặt thì hai bạn sẽ có cái phản xạ tốt với nhau. Dạ. Hay quá. Cảm ơn chị. Cảm ơn sếp đi. Thôi mình đi với ai Hải? Dạ em đi với đồng nghiệp quá. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh ạ. Đồng nghiệp sao người bự người nhỏ chút xíu. Thứ nhất thì ngoại hình em cũng thấy ok. Thứ hai thì tính cách, thì tính cách của ông Hải cũng đôi lúc thì hơi trẻ con một chút. Bạn nữ nóng tính này thì có thể ghim lại tính của anh Hải chút thì em nghĩ rất là hợp với nhau. Rồi cảm ơn bạn. Đồng nghiệp mà sếp đều đồng ý. Vấn đề quan trọng là hai người cảm gặp xúc nhau của thôi. Hai bạn. Ha. Kéo màn lên đi. Cho đôi bạn trẻ gặp gỡ với nhau. Cái cặp này tôi phải bắt nhảy cho mọi người coi chứ không có vụ nhảy hai người coi riêng đâu. Dạ em chào anh. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Mày chắc sáng bưng cái bình bông ở nhà đi quá. Gì khoanh tay vậy? Lần đầu gặp chị nó hơi bối rối. Nhảy đi. Mình nhảy có cơ hội được va chạm nữa. Có thật gì anh chị biết nhảy theo kiểu dance box thôi, cha 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 hoặc là những điệu nhảy nhỏ như nhẹ như rumba thì ok. Vậy mình nhảy không cần nhạc luôn cũng được nha anh. Được luôn á. Ok, cho anh mời. Quay hả? Quay nữa không? té màn giao lưu xuất sắc. Chúng ta bắt đầu có 2 phút để trò chuyện với nhau. Em nghĩ sao về anh? Dạ em thấy anh ok. anh thấy sao về em? Em rất là tự tin khi nhảy sân khấu. Dạ. Anh rất thích người phụ nữ tự tin như vậy. Anh có phải là người đàn ông của gia đình không? Dĩ nhiên chứ, người đàn ông gia đình chứ. Dạ. Chỉ cũng... làm về nhà thôi. Anh có thể phụ vợ này nọ đúng không anh? Anh nấu ăn được thì những bữa ăn anh có thể chuẩn bị được. Dạ. Những ngày nào em mệt thì anh có thể nấu ăn được. Coi cái bụng ảnh kìa đó, rớt cái bụng nó kìa, hấp vô. Làm cái gì mà cứ nhìn cái khuyết điểm người ta hoài. Thấy bụng về chút được. Xíu à, chưa đâu. Một hai đứa nữa đi thấy bụng nè. Thầy bói nói với em á, là em cưới sớm với lại 2-3 chồng á. Có nói là tuổi nào hạp đồ gì? Tuổi hay? Tầm 27-28 có chồng mới tốt. Rồi em muốn lấy người sinh năm nhiêu? Sinh năm 88. Hải sinh năm nhiêu? Dạ 88. Vậy được cưới luôn đi cơ. Thường thì em không tin vào bói toán lắm. Người đàn ông nếu không đủ sức giữ người phụ nữ thì 2-3 chồng là chuyện hiển nhiên. Không, anh này nặng ký lắm, anh sẽ giữ nổi em đó. Hẹn hò đi, mình tính cái hẹn hò đầu tiên đi để mình... Hôm nay em có thời gian rảnh không? Dạ có anh. Trưa nay anh mời em ăn trưa được không? Dạ được. Mình phải làm bộ từ chối đi cưng, xong mình nhận lời như vậy. Lấy nhau về ai quản lý tài chính? Cái đó thì hơi khó. Đó, khó rồi kìa, hỏi đi. Có thể anh tạo tài khoản, một tài khoản phụ của anh và em thì em có thể sử dụng được tài khoản của anh. Dạ. Cô này giờ gì cô cũng dạ hết trơn, cô chịu rồi, cỡ nào cô cũng dạ. Công việc của em thì thường xuyên đi gặp khách hàng á, thì anh có chấp nhận được không? Hai người tin tưởng với nhau là ok. Bởi vì anh làm mình dễ hàng. Ta, khó mình khó ta. Nhưng cẩn thận nha, ảnh có cơ hội là ảnh ngoại tình đó. Được, hết thời gian.
chúng ta cảm nhận đi các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha hai bạn, lắng động và lắng nghe nhịp đập của trái tim mình có thổn thức rung động gì hay chưa. Nhấn nút hẹn hò có nghĩa là gì vậy? Thôi đếm. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời anh. Trời ơi, lẹ quá vậy, tôi chưa kêu nắm tay nắm luôn. Sao chưa đếm mà anh nhấn nút rồi anh? Vậy là phạm quy đó. Chúc hai bạn sẽ tiến xa hơn. Những vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà thì cầm cái nắm tay nhau, cho nắm bạn tay gái nhau. Được đấy, hùng gái lê hình. Bạn gái thấy sao? Điện chạy. Điện chạy. Vậy là được rồi. Anh hát cho cái đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được, chứ mà hát đúng rồi. Mình sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Thắm à? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời. Bên này lạ lắm nha, gây ấn tượng nha. Anh có thể giới thiệu tên của mình? Em Nguyễn Bảo Long, em đến từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nghề nghiệp là gì? Dạ, nghề nghiệp của em là văn phòng tư vấn du lịch nội địa và quốc tế. Nãy tôi tưởng bạn bán búp bê. Gì vậy? Thì rồi, hồi thấy đi rồi biết. Không có gì hoang mang hết em. Mình giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Cẩm Nhung, em 30 tuổi, quê em ở Bến Tre. Dạ, em đang làm quản lý quán ăn. Mình làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em làm ở thành phố. Bên kia ảnh làm nghề bán búp bê gì đó, nghe anh Linh nó nói vậy đó. Phải không anh Linh? Bán búp bê là nghề sao? Là... Ai biết thì nhìn giống con búp bê. Anh ở Khánh Hòa vô hả? Dạ. Làm việc của Khánh Hòa luôn? Dạ, em làm ở Mũi Né. Ở Khánh Hòa làm Mũi Né? Dạ. Lúc trước thì em cũng có tổ chức tour cho khách đi Mờ Công, đi Bến Tre, Cần Thơ, Mỹ Tho, rồi sau đó về lại Củ Chi, Cao Đài, về lại Mũi Né. Ủa nhưng mà mình làm du lịch như thế là văn phòng riêng của mình luôn hả? Em trước em làm công ty thì bây giờ hiện tại là em văn phòng riêng. Em nói chung là em tùy nhiều và làm nhiều thì cái tính tự lập của em thì ở đâu cũng được, môi trường nào mà em sống cũng xong. Dạ, có thể là du lịch, buôn bán hoặc là tất cả một ngành nghề mà nghĩ sao là thấy ok là được. Nói chung là một người đàn ông rất là năng động, rất là dễ thương đó. Rồi, nhưng mà bạn nữ của tôi đang bị hơi căng thẳng. Có gì căng thẳng? Để bạn ấy giới thiệu về mình một chút cho thoải mái tinh thần. Mình có trải qua mối tình nào chưa? Dạ, em có hai mối tình. Mối tình đầu thì được gần 2 năm chị. Còn mối tình thứ hai thì làm được 6 năm. 6 năm? Dạ. Rồi 6 năm chia tay bao lâu rồi? Dạ, chia tay 2 năm rồi chị. Mà nhưng mà bây giờ đã quên được cái người đó chưa? 6 năm là dài lắm luôn à. Dạ, được rồi chị. Được rồi ha. Dạ. Bây giờ nếu mà mình tìm được đúng người, đúng đối tượng thì bao lâu để mình tiến tới hôn nhân? Thì em nghĩ là chắc khoảng 2 năm nữa chị. Ủa sao lâu vậy? 30 rồi, làm sao được cưới luôn đi em? Em muốn tìm hiểu kỹ hơn chị. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì chỉ thoáng qua, chung là rung động thôi. À. Dạ, rồi mối tình thứ hai thì cũng được 4 năm. Chà, dạ, mấy người này quen lý do nhau lâu tay quá vậy ta? Dạ, lý do thì cảm thấy không hợp và càng gần thì càng xa. Vậy là tìm hiểu chưa kỹ rồi đó. Dạ. Ha. Bây giờ bên đây là muốn 2 năm nữa mới là kết hôn, bên anh thì sao? Em cũng nghĩ như bên đó vậy chị. Dạ, tại em lúc nào cũng ưu tiên cho phụ nữ hết. Còn con trai thì sao cũng được, hoàn cảnh nào cũng xong. Miễn sao là mình sống tốt với phụ nữ được rồi. Dễ quá. Không yêu cầu là thế này thế kia. Nhưng mà với em thì phụ nữ là không có máu đỏ đen, cờ bạc đâu, hoặc là lăng nhăng ngồi được, thế thôi. Còn em thì vợ thì vùng nào cũng được, ngành nghề nào cũng xong. Tại vì mỗi người có mỗi ngành nghề, có mỗi người có những suy nghĩ khác nhau. Và những vùng miền ai cũng đều là con người hết. Họ có những tâm tư mà mình phải cần đi sâu vào, chứ không thể nào nhìn bên ngoài mà đánh giá một con người. Rất hay. Thì sở trường thì em có thể là như là chơi bóng chuyền, bóng đá. Đặc biệt là em có thể hát. Và có thể một mình em ngồi hát 5 đến 6 tiếng. Wow. Rồi vậy một lát nữa hát cho bạn nữ nghe nha. Bạn rồi. Nữ ra. Dạ thôi. Không những là bây giờ mà nếu bạn nữ đó ok thì em có hát cả đời cho bạn nữ đó nghe cũng được. Wow. Hay quá. Rồi. Rồi để mình trò chuyện với bạn nữ một xíu. Thì bản thân mình thì em muốn tìm một người bạn trai, một người chồng tương lai mình như thế nào? Em muốn tìm một người biết lo cho gia đình, không có gia trưởng, có tinh thần cầu tiến,
biết quan tâm chia sẻ với lại người thân gia đình của em. Em không thích những người mà rượu chè hay là chơi bời đồ này kia, em không thích. Bên đây không có cái gì hết trơn á. Cô gái này hơi rụt rè. Anh hơi hiền, em hơi hiền, hơi rụt rè đúng không? Anh bên đây anh dễ thương, anh có cảm nhận như anh dễ thương nhất luôn đó em. Ôi mà cái câu mà em thích là anh hát cho em nghe cả đời là thấy thiệt á, tôi muốn chết luôn vậy đó. Được không? Anh hát cho em cả đời được không? Dạ nhưng mà hát hay thì nghe được, chứ mà hát... đúng rồi, người ta thiệt là mà. Cái này cũng đúng. Hát dở mà hát hoài chắc chết. Hát hoài mới nhức cái ốc nó bể cái đầu luôn à. Em có tật xấu gì không? Dạ em không có tật xấu đâu, em chỉ hơi nóng tính với là cọc tính thôi. Gì mà nóng tính gì trời? Bực bội hay cầm cái gì hay quăng đó. Đó. Dữ vậy hả? Với bên ngoài quá vậy? Anh bên đây anh sẽ kềm chế em tất cả mọi thứ. Anh nghĩ anh bên đây anh có tất cả những cái gì mà người phụ nữ mong muốn. Yên tâm. Phải không? Trai... nãy giờ thấy đàn trai nói hơi nhiều. Đàn trai số 1 luôn. Em có cái điều gì em không thích ở người đàn ông không? Em không thích đầu hói. Không thích sao gì? Sao kỳ vậy ta? Đầu hói. Ông không có hói. Có gì nữa không em? Tóc nó che hết rồi. Quá em cũng không thích. Mập bự. Quá cô không thích, bụng bự cô không thích luôn. Dạ, lùn quá cô. Gì sao cô khó vậy? Không biết có được không nữa. Trời ơi. Đừng nói gì để một hồi ảnh xuất hiện trước cô ấy cũng mới bất ngờ. Tóc đẹp quá ha. Đẹp. Tóc mày làm chắc cũng cả tháng á. Bụng không bự, đầu không hói, người không mập. Màu sắc rực rỡ. Màu sắc rực rỡ. Cho tôi hí hí chút xíu coi. Dạ ông, em Nguyên. Thì tôi yên tâm để hiểu không, cho yên cái bụng. Dạ. Bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để mình tiến tới hôn nhân chưa? Dạ thì ở thành phố thì nói chung là em không có nhà cả đất. Nhưng mà ở quê thì em cũng có nhà cả đất. Là Nha Trang á hả? Dạ. Chà, thì để hỏi cô này, cô có chịu về Nha Trang không nha? Dạ, nếu mà cô không chịu thì em đi theo cũng sao hết. À vậy hả? Dạ. Vậy là mình ở rể được luôn hay dạ, sao? Dạ được, tại vì em có thể là sống một miền, có thể là kinh doanh, có công việc. Miễn ở đâu công việc tốt là được ha? Dạ. Ủa, đi thí dụ như là đi ra Nha Trang làm dâu được không? Dạ, em thì em dự định là sau này em sẽ về sống gần ba má em. Vậy đem ảnh theo về Bến Tre luôn được không? Dạ được. Thôi vậy được rồi, về Bến Tre làm rể luôn. Thôi bây giờ mình gặp người thân đi, coi ta góp ý tư vấn thế nào. Em đi với là em họ của em. Chào em. Dạ xin chào chị Cát Tường ạ. À. Rồi chào em. Dạ xin em chào. Em nhìn bạn bên kia coi em thấy hợp với anh trai mình không? Dạ về với chị thì em nghĩ về ngoại hình thì cũng rất là ok đối với anh. Không có cái gì gọi là quá. Thì bởi vì cái tiêu chuẩn của anh thì là một người rất là kiếm người phụ nữ về hướng về gia đình. Thì... ảnh là ảnh dạo này cũng muốn vợ lắm rồi. Thì đó. Thì được á là ảnh sẽ dọn vào trong Sài Gòn luôn. Rồi, rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Rồi mình có đi với ai không? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em. Rồi chào em. Chào chú Quỳnh Linh với lại cô Cát Tường ạ. Theo em thấy thì ngoại hình của anh rất là độc đó. Độc là sao em? Lạ, độc lạ. Chị yên tâm là đầu anh không hề hói. Rất nhiều tóc mà tóc rất là đẹp luôn đó chị. Cho em hỏi là anh làm du lịch là anh hay đi xa à? Thì anh có thời gian dành cho chị em không ạ? Công việc là công việc, gia đình là gia đình, nhưng mà vẫn ưu tiên gia đình hơn. Tại vì gia đình nó sẽ đi theo với chúng ta cả đời. Còn công việc thì có thể là thay đổi được. Nói chung là em thấy anh rất là ok, rất là hợp với chị. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi bây giờ chúng ta chuẩn bị gặp nhau. Anh đứng lên, mình quay mặt ra đây. Đúng rồi, kéo màn xong quay qua cái là hát liền nha. Dạ. Kéo quần kéo đàng hoàng lại coi. Và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu. Kéo màn, nhìn thẳng cho anh nha, anh biểu diễn chưa? Từ từ. Dữ chưa, cảm nhận được gì chưa? Dạ rung rồi. Hát liền nha, bắt đầu. Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ, nơi quê hương anh có hàng dừa xanh, có ngàn câu hò thắm tình dân tộc. Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi, nơi anh chào đời ngồi ru bụi người, bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi. Đổi liền, đổi gần, tới gần. Bằng lòng đi em về với quê anh.
Một cù lao xanh, một dòng sông xanh. Bằng lòng đi em thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò đêm thâu. Bóng. Bằng lòng đi em anh đón qua cầu, cầu tre. Trời mưa nên có đưa dâu. Bằng lòng theo anh với mái tranh nghèo, về đây người quê chỉ có tâm lòng, có chiếc xuồng ba lá để yêu tiến em. Tới nắm tay bài khác. Dạ. Rồi nói đi. Em nhìn anh sao? Vợ tóc rồi coi có hay không? Dạ không, dạ không. Có hỏi. Ôi chứ. Sao em? Thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng... Hát hay không em? Dạ hát cũng hay. Giọng này hát nghe cả đời được không em? Dạ cái này phải tập lại nữa. Trời ơi. Bà hát vậy mà còn chưa tập lại nữa. Rồi được rồi, hai người ngồi về chỗ ngồi đi. Em công nhận với anh thì sao? Em thấy anh cũng được, cũng nhìn cũng chững chạc. Nói chung là cũng ok. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh không biết nói cái dùng cái ngôn từ nào để nói về em hết. Anh làm du lịch anh hỏi cô gái ấy, em có ghen không? Với em thì ví dụ như một người có một người bạn trai mà đi du lịch vô đi hướng dẫn, hoặc là dẫn một đồn đó trong đó có những cô nữ, thì em có ghen hay là có những cái gì không? Tất nhiên là phụ nữ là phải ghen. Nhưng mà em ghen ít hay nhiều, nãy anh nghe em nói em có tính nóng, anh sợ lắm. Anh nhất là sợ cô gái khóc, không biết khóc con gái. Ví dụ như mấy đứa trẻ nó khóc mua kẹo bánh vỗ cho phụ nữ khóc, không biết dụ gì. Em thì cũng phải tùy theo cái thái độ của anh thôi. Anh thì anh rất là sợ phụ nữ khóc nên em an tâm về anh không là giờ em giận đâu. Nhưng mà em thì hay giận lắm. Em giận thì anh sẽ làm mọi thứ, ví dụ như thứ nhất như nãy là hát nè, hoặc là anh nấu những món ăn mà anh đã, mà em thích thì bảo đảm em sẽ hết giận. Không, em ăn ít lắm. Em ăn ít thì anh nấu ít. Nhưng mà nhiều khi em không ăn luôn. Em không ăn thì anh năn nỉ. Sao cô này cũng khó quá vậy trời. Ta dễ thương muốn chết à, mà em khó quá à. Em có gì đòi hỏi anh không? Em thì em thích là phải dành thời gian cho em nhiều hơn. Tại vì lúc nào em gọi, thí dụ như em gọi em nhắn tin này kia phải trả lời. Nếu như bận thì cũng phải trả lời một tiếng chứ. Rủ người ta đang dẫn tour đi, người ta đang nói chuyện, người ta đang hướng dẫn du lịch cho khách mà em bắt người ta đi phải nghe liền thì tục chút xíu người ta nói xong câu chuyện người ta mới trả lời cho em được chứ. Cái đó là em gọi trái máy luôn á chị. Trời ơi, em phải thông cảm công việc vậy, em đi làm ảnh gọi em hoài được không? Thì em cũng sẽ nhắn tin hay là em cũng bật máy lên em nghe là em đang bận hay là như thế nào đó. Em rồi, sẽ hẹn nha, là mình đang gọi hướng lại. Thưa quý vị, hôm nay ta đang về Nha Trang, một khu bãi biển. Xin alo em ơi, đợi em xíu. Dạ, alo em, vậy đó hai em. Trời ơi, để cho đàn ông ta đi làm gần bên em, chăm sóc yêu thương em. Nhưng mà phải đi làm mới có tiền chứ. Thôi, mọi người nói một câu nào đó để chúng ta kết thúc câu chuyện ngày hôm nay các bạn. Anh không biết 3 năm nay công ty bên anh băng giá rồi. Nhưng mà lần đầu tiên hôm nay nhìn em thì con tiên muốn nhảy ra ngồi và nó đi tới đó. Bước tới nơi mà nói câu là I love you. Em gái nói gì đi. Em cảm nhận như thế nào em gái? Em thấy anh thì cũng hiền. Nói chung là là một người rất là chững chạc, rất là biết suy nghĩ, biết là nhìn xa hay là. Nói chung em thấy là được. Cảm ơn. Quá em. Được rồi. Rồi, hết thời gian. Được hay không chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ các bạn. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Có thể nắm tay nhau được rồi đấy. Em có thể cho nắm tay được không? Em được. Dạ được. Rồi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Philet. Chúc mừng các bạn. Nhớ là hát cho cô nghe cả đời nha. Em cảm ơn chị Cát Tường, anh Nguyễn Linh. Rồi, có gì là báo tin mừng cho chúng tôi liền nha. Dẫn con ấy đi. Trời ơi, nắm chặt quá. Đồng ơi.
Tại vì bọn anh đi làm công trình thì như kiểu là mình phải nuôi công nhân đấy. Nên là mình phải tự nấu ăn. Bình thường ngày mẹ anh vào nấu ăn, nhưng mà lúc mà không vào được thì tự nấu ăn cho họ. Họ chúng là nấu ăn thì không ngại cái gì hết. Anh có thích đi phượt không? Hồi xưa là sở thích đấy. Và ngày hôm nay sẽ có một cặp đôi hẹn hò ở đây. Họ là ai? Đây, anh này đang ngồi đây rồi. Tường sẽ ra ngoài mời bạn gái vào nha. Rồi, mời em gái. Tai lạnh dữ, chắc là ngồi hồi hộp chờ đợi đây nè. Rồi, vô ghế đi cưng. Ok, cởi mặt nạ ra thôi. Mời hai bạn mở mặt nạ. Chị sửa cho. Rồi, chào hai bạn, vào vị trí rồi ha. Bây giờ hai bạn sẽ giới thiệu thật lớn, thật rõ tên tuổi, quê quán, công việc của mình để cho đối phương có thể nghe được. Mời bạn trai giới thiệu trước. Xin chào chị Cả Tường và bạn gái bên kia, em là Hồ Sĩ Đại. Em ở Nghệ An, hiện em đang sống và làm việc ở Bình Dương. Em đang làm công việc gì? Em làm bên ngành xây dựng. Xây dựng, làm khâu nào? Em theo anh trai đi làm công trình. Đi làm xây dựng sao móng tay vàng hoàng vậy? Dạ, em bị tai nạn nên nó về nhà nghỉ một tháng này. Nghỉ tháng này là không cắt móng tay. Về cắt móng tay giùm tôi cái đi ông. Dạ. Nha. Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? Năm nay 30. 30 là sinh năm nhiêu? Sinh năm 90. Sinh năm 90, mời em gái. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và bạn trai bên kia. Em tên là Lưu Thị Hồng Thắm. Năm nay là em 27 tuổi, hiện đang làm việc tại khu công nghiệp Cát Lái, quận 2. Quận 2? Dạ. Quận 2 qua Bình Dương thì cũng không có xa. Công việc cụ thể em đang làm là như thế nào? Dạ, em là nhân viên kiểm nghiệm bên công ty dược phẩm 3 tháng 2. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em hòa đồng hoạt bát, thích đi du lịch, hay giúp đỡ bạn bè. Nhược điểm của em là nhút nhát với lại hơi hay quên đó chị. Nhút nhát với hay quên. Rồi còn em, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm mạnh của em là biết nấu ăn, làm được việc nhà, tự lo cho bản thân và gia đình được. Còn điểm yếu thì đôi khi em hay nóng tính. Tình trường, trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 2 mối tình. Một mối tình thời còn đi học, cách đây lâu rồi. Còn một mối tình cách đây khoảng 2 năm thì lúc đó chỉ quen qua mạng, gặp nhau một thời gian quen ở đấy. Quen được bao lâu? Quen khoảng 1 năm. 1 năm, gặp nhau được mấy lần? Gặp nhau thì cũng nhiều lắm chứ không nhỉ. Quen qua mạng mà gặp nhau nhiều là quen qua mạng là lúc đầu quen qua mạng thôi. Còn sau đó thì cũng gặp nhau một thời gian nhưng mà kiểu hơi xa, nhà xa. Nhà ở đâu mà xa? Bạn gái ở Quảng Ngãi. Rồi em là ở trong Bình Dương. Mà gặp... không, bạn gái cũng làm ở trong này thôi nhưng mà. Rồi bao lâu gặp nhau một lần? Thì lúc đó là em làm công trình ở Gò Vấp nên cùng gặp thân thường xuyên. Rồi bây giờ ví dụ tâm đầu ý hợp nhau nè, thích nhau nè. Bây giờ cổ ở quận 2, em ở dưới Bình Dương, chỗ em thì bao lâu em lên thăm cổ được một lần? Cái đó thì dễ thôi, chỉ cần bạn gái thích thì em có thể đến bất kỳ lúc nào. Bất kỳ lúc nào? Ghê. Anh ơi, nếu mà 12 giờ đêm em thèm phở, anh có chạy lên không anh? 12 giờ đêm chạy lên thì muộn mà tối, lúc đó lên thì phở cũng hứa rồi. Thì là anh nói là bất kỳ lúc nào mà. Ai biểu xạo, bất kỳ lúc nào. 12 giờ đêm tao đói bụng rồi anh lên chở tao đi ăn phở được không? Thì lúc đó hết đói luôn thôi, buồn ngủ hết đói rồi. Người ta đã muốn gặp mình có nghĩa là người ta chờ mình có lên hay không thôi. Có chứ, đã bảo là lúc nào cân là mình tới được mà. Tôi làm bằng chứng nha, máy quay ghi hình lại đó nha. Có mợ em ở đây làm bằng chứng đó nha anh. Yên tâm đi. Yên tâm đi, người miền Trung tôi thật thà lắm. Rồi vậy còn em, tình trường em sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. 3 mối tình? Mối tình thời sinh viên. Và cái mối tình gần nhất là cách nay hơn 1 năm. Cái mối tình gần đây nhất là quen được bao lâu? Dạ quen được 6 tháng. Lý do sao chia tay? Chắc là do em thì nói nhiều á, còn mà người ta ít nói. Em là năng động nhoi nhoi cho nên là chắc người ta thấy không hợp, cho nên là chia tay. Em có thích bạn gái nói nhiều không? Cũng được mà, vấn đề gì. Nói nhiều là nói làm sao? Nói nhiều mà nói chuyện thiên hạ hay chuyện của mình, hay là mình thích mẹ nheo, hay là mình gọi là đàn ông ta gọi là cam ràm, hay là như thế nào? Nói nhiều kiểu như giống như là bạn thân á. Giờ mà trúng đại là nói nhiều lắm chị. Có khi mà nói cả ngày không hết. Có khi nói cả ngày không hết. Dạ. Nhưng mà nói chuyện của mình hay nói chuyện thiên hạ? Dạ chuyện của mình. Chuyện của mình thì hai đứa nói nhau được mà. Chỉ có nói chuyện thiên hạ thì nghe nó mệt thôi đúng không em? Đúng rồi. Em là người ít nói hay nói nhiều? Em thì cũng tùy thôi. Lúc gặp bạn bè trung hợp thì nói nhiều. Bình thường nói ít. Chị nghĩ chuyện nói nhiều nó ít không quan trọng. Quan trọng có hợp gu với nhau hay không. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào?
Mẫu người bạn trai của em thì là chín chắn, sống có trách nhiệm, có chí tiến thủ. Về ngoại hình? Ngoại hình thì cao trên 1m7, dễ nhìn. Gương mặt hơi sáng xíu. Sáng hả? Hôm nay mặt hơi tối. Vui tính nữa. Vui hả? Dạ. Này vui á. Sáng ở đây là sáng gì? Ý em sáng là sáng sao? Có nghĩa là cái gương mặt lúc nào cũng hay cười á chị. À, sáng. Không, cái này hơi tối nhưng mà nó vẫn sáng. Da tối thôi, ta đi công trình nó hơi đen. Dạ. Nhưng mà mặt vẫn sáng quá. Sáng như gươm, lông mi dày. Mặt có nét lắm. Nét nào ra nét đó đàng hoàng. Bụng hơi bự nha. Cao mét mấy? Cao 1m68. 1m68 thiếu 2 phân được không? Ớt 2 phân cũng được. Duyên, tôi nghe lời tôi đi, công trình rám nắng duyên lắm, được. Anh ơi, bụng to chắc là cũng nhậu nhiều lắm anh ha. Nhậu thì không là ấy là không nhậu được. Không nhậu được, dân đi công trình không nhậu. Không thì nhiều khi bắt đắc gì thì cũng uống một lon bia là say rồi. Cũng lạ ha. Lạ. Rồi có tấm hình nào đem theo không? Có. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Mẫu người bạn gái của em thì cũng đơn giản thôi, chỉ cần nói chung là dễ nhìn một chút với cả biết tự chăm sóc bản thân và gia đình là ok rồi. Về ngoại hình? Ngoại hình thì từ 1m50 trở lên là được. 1m50 trở lên? Em 54 đủ rồi chị. 54 hả? Trời ơi, khó kiếm quá, kiếm đi. Đâu đâu, hình đâu đưa cho đưa coi. Đó đó hả? Đừng bấm bậy bạ coi hình không có được, không cần coi là coi là bậy ráng chịu nha. Anh cho em hỏi là anh nhiêu ký vậy anh? Chắc khoảng 70 á. 70 hả? 1m68, khoảng 70kg. Ở đây hai người đều mập như nhau đi. Hai người như nhau, kiếm đi. Dễ mà, hai anh nó dễ mà. Giờ mình chỉ chọn theo cảm giác thôi. Chứ như thấy ba hai anh này cũng tựa nhau. Mình thích anh nào mình chọn anh đó thôi. Em nghĩ là anh này. Tại sao chọn anh đó? Da cũng hơi ngâm. Da hơi ngâm. Tôi thấy anh này ngâm quá trời luôn nè. Anh này ngâm luôn, đen thùi lùi nè. Nhưng mà thà em không có chọn người xăm hình. À, em không chọn người xăm hình, em chọn anh da ngâm phải không? Dạ. Còn em? Em chọn người này. Tại sao chọn cô đó? Thì theo cảm giác thôi. Cảm giác trội hay vậy ta. Ba cô gái. Thôi tôi không biết luôn, tôi cũng đang nghi ngờ. Cô nào chỉ vô lại? Cô đó. Giữ đi, giữ yên nguyên đó, tôi mở cửa ra, tôi đến nay tôi mù rồi. Em cố tình chơi trò đó chị. Rồi, trả điện thoại lại, chọn đúng rồi đó. Anh không có xăm mình nhưng mà còn em là phải coi vấn đề, phải coi lại nè. Rồi, kính thưa quý vị, cửa trái tim sẽ được phép mở ra để chúng ta check lại một lần nữa về việc chọn người qua hình. 1, 2, 3. Em chào anh. Sao? Hỏi cổ coi em thấy em chọn đúng người chưa? Hình như là đúng hay sao? Hình như là đúng hả? Hỏi cổ đi chứ tôi đâu biết. Em ơi. Thôi, tặng hoa đi rồi hỏi. Nhà em cũng có phần quà dành cho tặng. Cảm ơn. Em là ai trong ba người này? Trong ba người này không thể, cũng mệt luôn. Em đâu có trong đó đâu. Trời ơi, bà đã oan nghiệt dữ vậy. Không có cho mày thiệt luôn hả? Em cố tình đó chị. Hèn chi tôi thấy không giống người nào hết trơn á, trời á. Xin lỗi em ha, không có ai trọng hết trơn á. Rồi giờ sao? Nếu mà hai tấm mà đều có em thì quá dễ rồi. Lần đầu tiên tôi thấy cho người tham gia chương trình lạ vậy luôn á. Đưa hình người ta lựa không có mình ở trọng. Em muốn gì? Còn một tấm mà chị. Tấm này coi có không? Tấm này cũng phân biệt được luôn đấy. Không phải à? Em cũng chịu luôn đấy. Chịu rồi, tôi cũng chịu luôn. Cổ đây nè, đang mắc kiến kìa thấy không? À. Mà tại vì thách đố người ta lần đầu người ta đã hụt rồi, nên lần sau tao thôi giờ coi quà đi, coi cổ tặng cái gì kìa. Cô này cô bí ẩn lắm, nhiều khi hộp quà không có gì chẩm đâu. Nhẹ thế, nhẹ thế. Hộp không, bình tĩnh cưng. Vậy gì thôi. Trời đất ơi, tưởng đâu không có gì chẩm thiệt chứ. Cái một khóa. Trời ơi, tôi tưởng không có gì chẩm chứ. Sao cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa trái tim này mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Bạn gái thì cũng khá là xinh. Còn gì nữa không anh? Mà bạn gái của em ở đâu ấy nhỉ? Dạ em ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai hả? Nhớ tên cổ không? Ừ. Vậy hỏi đi chứ bạn gái gì nữa. Em tên gì em? Dạ em tên Thắm. Dạ. Sao mặt này có sáng không em? Dạ sáng. Đúng không? Chị nói đúng ha. Mặt tối nhưng mà sáng. Tối là da tối thôi nhưng mà sáng. Thế em sau khi cửa trái tim mở ra thì cảm giác của em như thế nào? Lúc mà chưa có nhìn thấy anh này á thì em nghĩ anh này cũng hơi nhát. Nhưng mà nhìn gương mặt á thì chắc là không có nhát đâu. Nhát không? Thì cũng tuy lúc này em nói rồi. Không có nhát đâu, ông này không nhát đâu. Mặt này mặt không có nhát đâu. Mặt ơi được rồi, tôi đi ra ngoài. Tôi cho hai người không gian riêng. Mạnh dạn lên, tự tin lên. Để không thôi người ta nói mình nhát nghe không? Rồi xin mời các bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon tại nhà hàng Mận Đỏ.
mời hai bạn thưởng thức món salad stick bò Úc. Bò Úc và bò Mỹ là một trong những nguyên vật liệu Âu nổi tiếng, kết hợp với salad dưa leo, cà chua kiểu Việt Nam và sốt Pháp nổi tiếng French Soup là một sự kết hợp rất thú vị trong cái món ăn này. À, bây giờ thì Tường mời hai bạn nhé thưởng thức món salad stick bò Úc tại nhà hàng Mận Đỏ. Nhớ là vừa ăn uống vừa thoải mái tự nhiên trò chuyện với nhau. Tự tin lên nha. Em bình thường là đi làm là thứ bảy chủ nhật nghỉ hay là sao? Dạ công việc của em thì thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. Còn anh? Đi làm thì nghỉ giờ nghỉ lúc nào thì mình tự sắp xếp chứ mình không tự nghỉ được. Nếu mà anh đi làm công trình như vậy thì chắc là cũng thường đi xa nhỉ? Thì cũng ở khu vực Sài Gòn, Bình Dương, xa nhất thì cũng số ngày mình thấy như giờ bây giờ anh đang làm ở Đồng Tháp, ở xa một chút. Nói chung là như vậy em có chấp nhận được hay sao? Nếu mà thường mà một lần mà anh đi công trình như vậy thì mất khoảng bao lâu? Nó cũng tùy công trình nói, lúc mình làm thì có thể là 1-2 năm cũng có, nhưng mà mình sắp xếp mình về mà, còn đâu có phải là từ chỗ nọ đây ở luôn đâu. Em mời anh ạ. Em giờ ở đấy ở một mình hay ở với anh? Em đang ở với đồng nghiệp. Thì ở nói chung là bình thường đi công trình thì ở lại công trình đa số thôi, còn cái lúc nào về thì về nhà ở trên nhà anh cái ở trên Bình Dương. Nhà thì rộng rãi, thích ở. Lúc nãy nghe nói anh cũng biết nấu ăn hả? Đúng rồi. Tại vì bọn anh đi làm công trình thì như kiểu là mình phải nuôi công nhân đấy. Nên là mình thì tự nấu ăn. Bình thường thì mẹ anh vào nấu ăn, nhưng mà lúc mà không vào được thì tự nấu ăn cho họ. Họ chúng là nấu ăn thì không ngại cái gì hết. Anh có thích đi phượt không? Hồi xưa là sở thích đấy, đi phượt là đi, nói chung là ở khu vực từ Hà Nội tới bao đấy là hầu như là chỗ nào đặt chân qua. Hồi xưa là vua phượt, nhưng mà những năm gần đấy thì kiểu như mình đi làm thì cũng không có thời gian, cũng đi được. Ta coi phiên bản bạn muốn hẹn hò, mỗi người chỉ có 2 phút để nói chuyện thôi. Nãy giờ tôi thấy là gần chục phút rồi đó. Rồi bản chất gì chưa em? Nói chung là cũng hiểu sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ em dự định sẽ lập nghiệp ở đâu? Em thì dự định lập nghiệp ở đấy thôi. Ở Bình Dương thì giờ anh trai cũng ở trong này. Bao lâu nữa thì em tính tới chuyện kết hôn được? Sáng năm. Sáng năm? Đã chuẩn bị gì cho hôn nhân chưa? Thì cũng chuẩn bị bình thường vậy. Bình thường bây giờ lấy nhau về ở đâu? Lẽ ở chung với anh nữa? Ở nhà lại, rồi hả? Lại nhau về thì tạm thời ở nhà anh trái. Còn một thời gian nữa thì mua nhà mua ở đây luôn. Vậy đó là ở một mình chứ còn lấy vợ rồi không lẽ ở chung với anh? Nhà rộng mà. Bởi vì giờ hai anh em thì toàn đi công trình, ở nhà toàn có chị dấu thôi. Ở đây thời gian nên vui được chứ có sao đâu. Được đâu thì phải tạm thời ở một thời gian nữa chứ. Thời gian là bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đó. Nhưng mà mình có tự tin với mình lập gia đình là mình phải lo được cho vợ con mình. Mình có tự tin làm được điều đó không? Là tiến thì phải cố gắng. Phải cố gắng. Rồi bây giờ mời bạn bóc một lá bài ha của chương trình, để mình cho nó vui, đọc lớn lên. Hãy yêu cầu bạn Nam kể ra 3 tật xấu của bản thân. Nhiều chứ, 3 tật thì rõ chứ. Ừ thì kể đi, 3 cái nào xấu nhất á? Nóng tính. Nóng tính à. Em có hút thuốc. Có hút thuốc. Không nhậu mà hút thuốc. Không nhậu nhưng hút thuốc. Tại vì hút nhiều không? Ngày chưa hết một gói. Ngày chưa hết một gói. Cũng thật thà. Cái thứ ba. Lười. Lười. Lười cái gì? Lười tắm hả? Lười ăn mà. Lười mọi chuyện. Cái kiểu bình thường mà đi làm thì lại sướng, nhưng mà về nhà thì lại lười. Lười là lười cái gì? Ví dụ? Về quê ấy, bộ mẹ, có bộ mẹ lo cho thì lại cứ đi chơi suốt ngày. À, kiểu như là giặt giũ rồi quét dọn thì... Đúng rồi, giặt giũ thì có mấy giặt không vấn đề, quét dọn thì mình cũng... Không, người ta lúc... thanh niên độc thân thì cũng vậy là cũng bình thường. Lúc không? Đi làm thì phải từ cảm thấp con về nhà cứ bạn bè đi chơi mà thôi. Nốt về vợ chăm sóc đó. Rồi, được. Coi như là cũng được cái thật thà. Bên đây, đọc lớn lên. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, khiến cả hai luôn yêu nhau. Hãy đưa ra một liều thuốc cho trái tim, và làm sao để mà cả hai người luôn yêu nhau. Này khó quá ta. Làm sao để cho cả hai, giờ cho là thí dụ mình yêu rồi đi, thì giờ làm sao để cho giữ lửa được, làm sao cho cả hai luôn yêu nhau. Theo em nghĩ là khi mà yêu nhau á, thì nếu mà cứ bên cạnh nhau hoài á, thì cũng nhanh nhàm chán. Quan tâm nhưng mà đừng quan tâm quá nhiều. Chia sẻ những khi mà người ta gặp khó khăn. Em nghĩ là như vậy.
quan tâm mà lại đừng quan tâm quá nhiều. Cô này cũng ngược ngược. Thường thường phụ nữ là thích được quan tâm, thích được chiều chuộng, mà cô này cũng nói muốn giữ lửa tình yêu là đừng có quan tâm quá nhiều. Em thấy sao? Tại vì khi mà nếu mà mình quan tâm nhiều quá thì người ta cảm thấy là mình đang được nuông chiều, cho nên là họ không có trân trọng cái tình cảm của mình. À, cũng là một cái lý hay. Gái chiều nó quá cái tự nhiên nó cũng chảnh chảnh lên, thế nên nhiều khi nó cũng mệt. Lâu lâu mình trọt trọt cho chờ đợi chơi vậy đó thì nhiều khi là lại giữ được lâu. Cũng hay. Con trai cũng vậy nữa chị. Con trai cũng vậy phải không? Hợp lý không em? Hợp. Hợp lý. Bây giờ trước khi bước vào cái đoạn là mình sẽ bấm nút hẹn hò, thì hát bây giờ bạn nam có tình với bạn gái chị coi coi, hoặc là anh hát một bài hát em làm gì đó cho bạn gái ngày hôm nay cảm thấy nó vui một xíu nè. Thôi để em tỏ tình đi. Tỏ tình đi, mời em bước qua. Em là em khó lắm á, phải làm sao em mới ấn tượng. Ờ thì giờ đến đây rồi thì cũng cùng là có như một cơ hội đấy. Anh không hy vọng đấy là cái bản án này không phải là lần cuối cùng mà chúng ta có nhiều bản án khác để hai người được nhau. Em có cho anh cơ hội không? Anh phải thể hiện sau đó để em tin thì em mới... Thì được đâu thì mình cứ là bạn bè đi thôi. Một thời gian từ từ mình tiện xả hơn cũng xong. Đi đi tỏ tình mà khoanh tay với tay để đâu. Ví dụ giờ mình mượn bạn gái, mình nắm tay bạn gái 30 giây rồi mình nói một câu gì đó được không? Tay em đang lạnh lắm anh. Rồi, nắm thì cảm nhận rồi mới nói được. Nhìn cổ, nhìn đi đâu tùm lum. Cho anh cơ hội để được chứng minh là những lời nói của anh là sự thật. Rồi được rồi, về đi, tôi hiểu rồi đó. Tỏ tình được rồi đó. Sao sao, cảm xúc sao? Nắm tay ảnh có gì không? Dạ, vẫn còn lạnh. Vẫn còn lạnh, vậy là anh chưa đủ nóng. Dạ. Qua cái cảm nhận đầu tiên của em thì em cảm thấy là anh chưa có đủ độ chân thành, chưa có nghiêm túc. Thì cứ để cho anh thời gian để anh chứng minh cái điều đó đấy. Bây giờ ở trên này thì cũng mình cũng thời gian nó ít quá. Lý do tại sao em lại thấy ảnh không nghiêm túc? Chưa nghiêm túc. Thường thì cái cảm nhận của em cảm thấy khoảng 70%. Có nghĩa là 70% là đúng. Dạ. Thế thì nó vẫn có cái xác suất 30% là sai. Đôi lúc có thể khó nhìn nhận con người ở một cái nhìn đầu tiên, nó cũng khó lắm. Cho nên mình cẩn trọng là một xíu, nhưng đó là cảm xúc của em cứ giữ, em cứ suy nghĩ. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống nó cũng có những cái nó khác biệt. Cẩn thận là một chút xíu nữa. Rồi, quyền là quyền của các bạn. Bây giờ chị Tường mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mình cảm nhận rằng đối phương có thể là một nửa của mình, hoặc là cái cảm xúc trong lòng mình nó có một cái luồng điện nó chạy qua, nó có sự rung động, thì chúng ta bấm nút cho chúng ta một cơ hội để tìm hiểu. Nếu như chúng ta cảm thấy là vô duyên, đối diện bất tương phùng, cái kiểu dạng giống như ngồi gần mà không có nguồn điện, không có cảm xúc, chúng ta không bấm. Không bấm vì lịch sự mà bấm vì chính cảm xúc của bản thân mình. Rồi hai bạn nhìn thẳng nhau 10 giây, đặt tay vào nút bấm và nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm, đồng ý bấm thật mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1, 2, 3. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ, bởi vì khi mà em bấm thì lúc đó là em phải có rung động. Em luôn tôn trọng mình gái sao thì... Nhưng mà chị rất là ok, chị thích em ở cái chỗ là sau khi bạn gái nói như vậy nhưng em vẫn đưa ra quyết định của mình là bấm nút, là chị đồng ý. Nam Nhi là phải như vậy. Tại vì mình cơ bản mình thích là mình bấm, mình có rung động là mình bấm, mình làm đúng với cái quyết định của mình. Mời hai bạn đứng lên. Có thể là ít phút của chương trình thì các bạn không đủ để cảm nhận được nhau. Thì Tường cũng có một chút nuối tiếc, thì thấy các bạn cũng khá là tương đồng đó. Thôi thì đó là quyết định của các bạn, thì Tường luôn trân trọng. Và cũng xin thay mặt chương trình chúc cho hai bạn sớm tìm được một nửa của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì các Tường xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất là quen thuộc của chương trình, 8 giờ sáng thứ 3 thứ 5 và 7 giờ 30 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp. Chào mừng quý vị đến với chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản Ghép Đôi Như Ý. Và một lần nữa các Tường xin chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2-1, giặt và xả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Ngày hôm nay cũng như thường lệ thôi, Tường xin giới thiệu với quý vị 4 người tham gia chương trình. Xin mời cho Tường kết nối với bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Hello,
chào em gái. Em chào chị Cát Tường. Rồi bây giờ là đến cô gái ở vị trí ô cửa màu xanh. Dạ em chào chị Cát Tường. Chàng trai ở vị trí ô cửa màu đỏ. Trời, vest đồ lịch sử quá ta. Dạ em chào chị Cát Tường. Và bạn trai cuối cùng ở vị trí ô cửa màu xanh. Hello. Em chào chị Cát Tường ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với bốn bạn trẻ ngày hôm nay nhé. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để xem những cái đoạn video clip tự giới thiệu bản thân của các bạn. Hi, xin chào mọi người, mình tên là Cảnh, mình sinh năm 97, mình sinh sống tại Đắk Lắk. Công việc của mình là làm lễ tân nhà hàng của một khách sạn tại trung tâm thành phố Đà Lạt. Vì tình hình dịch bệnh nên là mình về nhà. Vào thời gian rảnh mình trồng một số loại cây hoa lá tạo không gian xanh cho cái căn nhà của mình. Từ khi mình về thì công việc bếp núc, nấu nướng, đồ ăn, các thứ đều do mình đảm nhiệm. Vì vậy là mình cũng thường làm một số loại bánh, chè, một số loại nước uống cho gia đình mình thưởng thức. Sở thích của mình á, thì mình thích đi du lịch đầy đó với bạn bè và gia đình. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Văn Nam, hôm nay mình 28 tuổi. Quê của mình là ở Kiên Giang, hiện tại mình đang sinh sống và làm việc tại thành phố Vũng Tàu. Thì hôm nay cũng thông qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc làm cầu nối để cho mình với một nửa kia sẽ gặp nhau và cùng nhau phấn đấu xây dựng tương lai tươi đẹp hơn. Xin chào mọi người, mình tên là Phi Hồng, mình đến từ Bình Thuận, năm nay mình 25 tuổi, hiện tại mình đang làm công việc về mảng thiết kế và in ấn tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của mình là ca hát, nấu ăn, đọc truyện, nghe nhạc, xem phim. Với tình hình dịch bệnh hiện tại thì mình không có đi làm, mình chủ yếu ở nhà nghiên cứu về các món ăn. Giải trí thì mình thường hay đọc truyện và xem phim. Mình thích một người con trai chững chạc, chu đáo, biết quan tâm, chịu lắng nghe, chịu chia sẻ cùng với nữ kia. Một người lịch sự, lễ phép và nghiêm túc trong các mối quan hệ. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Văn Vũ, mình năm nay 29 tuổi, sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình hiện tại là văn phòng cho một công ty xây dựng. Cụ thể là mình triển khai bản vẽ để mọi người ở ngoài thi công. Do đặc thù công việc mà hiện tại thì mình vẫn chưa có người yêu. Mình hiện đang làm việc ba tại chỗ. Do mùa dịch cho nên là số người đi làm được cũng rất là ít. Như các bạn thấy thì đây là văn phòng làm việc của mình. Thì ngoài thời gian làm việc ba tại chỗ thì mình cũng hay đi tới lui ra ngoài công trường như một cách để tập thể dục. Thì hiện tại dịch bệnh vẫn còn phức tạp nên mọi người chúng ta cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, thực hiện các biện pháp 5K để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng nhé. Ấn tượng của chị Tường mình rất là tuyệt vời về các bạn, nhưng bây giờ thì phải xem ấn tượng các bạn như thế nào nha. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bóng, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giòn 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Bây giờ chị sẽ đối bạn gái ở vị trí màu ô cửa màu đỏ nè. Hai anh chàng vừa rồi, anh chàng nào ngồi ở ô màu xanh, anh chàng nào ngồi ở ô màu đỏ? Dạ, theo em thì em nghĩ là các bạn trai số 1 là ở ô cửa màu đỏ, còn trai số 2 là ở ô cửa màu xanh, em nghĩ vậy. Rồi vậy thì còn bạn gái ở ô cửa màu xanh, em thì đoán như thế nào? Dạ, em nghĩ là bạn trai thứ nhất là ở ô cửa màu đỏ và bạn trai thứ hai là ở ô cửa màu xanh nè. À, như vậy là hai bạn nữ đều có một cái suy đoán giống như nhau. Thế còn chàng trai ở ô cửa màu đỏ, em có ấn tượng với bạn với cái đoạn video clip nào? Em thì cảm thấy bạn số 1 thì cũng có một tí xíu gọi là tương đồng với sở thích của em á. Tại vì em cũng thích trồng cây. Còn bạn trai ở ô cửa màu xanh thì sao? Em ấn tượng với bạn nữ nào? Em thì em ấn tượng với bạn nữ ở ô màu xanh, ấn tượng với cái giọng nói của bạn. Với lại cái sở thích nấu ăn với đọc sách của bạn thì em nghĩ là mình cũng có một những cái sở thích giống giống như bạn. Thấy các bạn có vẻ là có một cái sự tương thích cũng là trùng trùng với cái ô cửa của mình đó. Thế thì bây giờ mình sẽ đi sâu hơn nè. Mời em gái ở ô cửa màu đỏ sẽ giới thiệu rõ hơn về bản thân mình. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào mến hạnh chơi. Em tên đầy đủ là Hoàng Thị Cảnh ạ. Công việc của em là em làm lễ tân nhà hàng của một khách sạn ngay trung tâm thành phố Đà Lạt luôn.
Nhưng mà do tình hình dịch á, nên thành ra là công ty hiện tại là đang tạm đóng cửa nên là em về nhà. Nhà ở Đà Lạt luôn đúng không? Dạ, nhà của em thì là ở Đắk Lắk. À, Cẩm giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của em đi Cẩm. À, điểm mạnh của em á thì em dễ hòa đồng với lại biết nấu ăn. Điểm yếu của em thì em thích làm nhiều thứ nhưng mà em hay vụng quá chị. Em thích làm nhiều thứ nhưng mà em hay vụng quá chị. Rồi hay quên, hơi một chút gọi là nóng tính quá chị. Nãy em chia sẻ là mùa dịch em về nhà thì em có hay em nấu nướng những bữa ăn cho gia đình, thì mình thường hay nấu những món gì? Món tủ của em là món gì Cảnh? Em nghĩ là em không có món tủ gì hết á chị. Cái món nào em cũng làm được, miễn sao là có nguyên liệu là em làm được hết. Nhưng mà em thì kêu là nấu nướng như vậy á thì cũng tạm ổn, nhưng mà để đi làm dâu thì còn hơi bụng với con ạ. Để đi làm dâu thì còn hơi bụng với con ạ. Mẹ em nói vậy đó chị. Vậy là em cũng sẵn sàng đi làm dâu đúng không? Em thì em không ngại chuyện làm dâu. Bây giờ qua tới bạn nam ở vị trí màu đỏ luôn. Rồi em giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1995. Quê em ở Kiên Giang nhưng mà đang sinh sống ở thành phố Vũng Tàu á chị. Công việc của em thì hiện tại thì quản lý cho một cửa hàng ghế massage á chị. Nhưng mà em có ý định trong tương lai của mình là như thế nào không? Mình muốn lập nghiệp luôn ở Vũng Tàu hay là ở Sài Gòn hay ở đâu, hay là mình muốn về quê của mình? Dạ lập nghiệp thì chắc em cũng lập nghiệp ở Vũng Tàu luôn chị. Nếu như mà tìm được một bạn gái mà cũng tương đồng ý hợp với em á, nếu được thì chắc cũng phải qua năm này em cũng lập gia đình luôn. Rồi cũng phải mua nhà ở đây chứ. Cái này em đã dự trù lâu rồi chị. Vậy là coi như là kinh tế cũng ổn định rồi, có khả năng mua được cái nhà nho nhỏ ở Vũng Tàu rồi đúng không? Dạ lấy vợ rồi em cũng sống ở Vũng Tàu luôn chị. Hoặc là có thể rồi. Là nếu như mình linh động được thì em cũng tôn trọng ý kiến của người bạn gái á. Ví dụ như bạn muốn sống ở đâu, muốn đọc việc ở đâu thì mình cũng có thể là theo bạn được. Em có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là hiểu được tâm sự của mọi người á chị. Em biết nấu ăn và làm những việc trong gia đình em làm được hết. Còn điểm yếu của em là hay tin người quá chị, cũng bị người ta dụ hoài à. Mà em không bỏ được cái tính tin người chị à. Rồi bây giờ thì qua đến hai bạn ở ô cửa màu xanh nè. Hồng ơi, bây giờ Hồng giới thiệu trước cho chị nha. Chào chị Cát Tường và ba bạn tham gia. Em tên là Huỳnh Phi Hồng, em đến từ Bình Thuận, năm nay em 25 tuổi. Ủa sao đặt tên giống phim Hồng Kông quá vậy, giống tên con trai quá vậy? Hồi đó em đi học thì thầy cô cũng hay nghĩ em là con trai không mà. Em đứng lên nói là ủa con gái hả? Ủa con gái hả? Tại vì hồi xưa bố em cũng xem phim á chị. Bố em thích phim kiếm hiệp, thích phim võ thuật, cho nên là đặt tên em như vậy. Tôi nghi lắm. Trời ơi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ điểm mạnh là em vui vẻ, em cũng biết nấu ăn. Điểm yếu thì em hơi nhát về cái việc mà đi tốc độ, ngồi trên xe máy á chị. Rồi em hay lo xa. Lo xa lắm hả? Lo xa cái cỡ nào lẫn lo xa cái gì đâu? Nói chị nghe thử cái vụ lo xa coi. Ý là lo xa là em hay tự tưởng tượng một cái vấn đề gì đó lên á chị. Xong rồi cái em làm cái vấn đề nó thái quá lên. Bình thường em đi ra khỏi nhà là em hay khóa cửa, em kiểm tra kỹ cẩn thận lắm. Xong rồi tự nhiên đi lên công ty, xong rồi tự nhiên em đang làm cái tự nhiên em nghĩ ra vấn đề là ủa không biết hồi sáng mình có khóa cửa chưa ta. Là bắt đầu em lo sợ, cái em nghĩ là ủa nhưng mà sáng nào mình cũng kiểm tra rồi, nhưng mà em vẫn không yên tâm, em phải chạy về nhà. Lo xa thái quá mà thêm sự tưởng tượng nữa. Rồi bây giờ tới bạn trai cuối cùng nè, ở ô cửa màu xanh, cười tươi lên nè. Dạ em chào chị Cát Tường và ba bạn cùng chơi cùng khán giả đang xem đài ạ. Em tên là Nguyễn Quang Vũ, em 29 tuổi. Em hiện đang làm văn phòng, làm công việc bên xây dựng. Điểm mạnh điểm yếu? Em thì rất là hòa đồng, dễ tính. Khi mà mới nói chuyện thì có thể là em hơi ngại, hơi ít nói, cho nên là nhiều người nghĩ em là chắc khó tính lắm. Em thì bình thường thì em nghĩ là cũng hơi làm biếng. Đó là cái tật xấu mà em. Vũ trải qua mấy mối tình rồi? Em thì trải qua được 3 mối tình chính thức. Nhưng mà giờ chị muốn hỏi mối tình mà gần đây nhất của em nè, là mối tình cách đây bao nhiêu lâu rồi? Là mối tình gần nhất thì em nghĩ chắc là cách đây khoảng 2 năm gì. Kéo dài khoảng 1 năm xong là chia tay luôn cái gì. Thì một phần là do cái thời điểm đó là em đi làm thì nó khá là nhiều áp lực đó. Nên là có những cái giai đoạn em cảm thấy là mình không có dành nhiều thời gian cho bạn nữ đó. Thì bạn nữ đó bạn cũng cảm nhận được cái chuyện đó. Từ từ nó lạnh nhạt dần. Nếu như bây giờ em có bạn gái thì em nghĩ rằng mình có thời gian hay là có điều kiện để mà chăm sóc hay là quan tâm đến người bạn gái của mình chưa? Sau những cái mối tình đã qua thì em cũng có kinh nghiệm như bản thân. Thì sẵn sàng mà mình có những cái mục tiêu nhất định rõ ràng. Em cũng muốn tìm hiểu thì nếu mà được thì cũng muốn tiến tới kết hôn trong năm sau. Cố lên nha! Hy vọng lần này em sẽ thực hiện cái điều em mong muốn. Rồi, thế thì Hồng ơi, chị vừa mới nói chuyện với anh Vũ ở ô cửa màu xanh xong, thì bây giờ đến phiên em, tình trường của em như thế nào hả Hồng?
Dạ em thì hai mối tình nhưng mà chưa hẳn gọi là hai mối tình chị. Mối tình đầu thì năm em học cấp 3 lớp 12. Cách đây 2 năm á thì em có tìm hiểu một cái anh đó. Em cảm giác là anh đó chỉ dừng lại ở cái chỗ là thích em thôi chứ không phải là yêu. Mà em thì không có muốn mất thời gian cho những cái mối quan hệ mà đã xác định là không đi được lâu dài. Em quyết định là dừng lại. Như vậy là Hồng cũng có sẵn sàng cái tâm lý tiến tới hôn nhân là Hồng cũng ok đúng không Hồng? Dạ đúng rồi chị. Cho chị hỏi luôn một chút nữa, ví dụ làm dâu thì Hồng có đồng ý không? Em thấy cái vấn đề làm dâu là cái chuyện bình thường lắm luôn á chị. Em thấy cái vấn đề làm dâu là cái chuyện bình thường lắm luôn á. Hồng muốn tìm một cái mẫu người bạn trai hay là cái người chồng của mình là cái người như thế nào? Em thích một người chững chạc nè, có công việc ổn định, cao hơn em như là tầm khoảng 1m7 trở lên á chị. 1m68 cũng được, 1m68 cũng được, tại vì em cao có 1m5 mà. Em cao có 1m5 mà. Có cái điều gì mình không thích ở người bạn trai không? Em không thích con trai mà nói quá nhiều. Rồi bây giờ chị hỏi nè, Vũ ơi, Vũ cao mét mấy Vũ? Dạ em khoảng 1m68-1m69 đó chị. Cỡ như bạn nữ mong muốn. Được rồi, vậy là đúng chuẩn rồi. Thế còn Vũ cho một vài thông tin về cái người người bạn đời lý tưởng của mình đi. Em muốn như thế nào? Dạ em cũng có vài điểm giống bạn nữ, như là em không thích một người mà mình bạn nữ mà nói quá nhiều đi. Dạ em thì thích bạn nữ gọi là cũng biết nội trợ một chút. Có điều gì không thích ở người bạn nữ nữa không? Trả qua ba mối tình mà em có một cái đúc kết là em không thích là dụ như bạn nữ hay vợ mình khi có chuyện buồn á là hay đăng trạng thái lên Facebook á. Bây giờ mình đăng như vậy thì có quá nhiều sự quan tâm nên thật ra là em cảm thấy em không thích cái điều đó hết. Ghen phải không? À, vấn đề là mình sợ khi người ta đang buồn hay gì đó thì người ta sẽ dễ bị thả lỏng á. Cho nên là em rất là không thích cái chuyện đó. Nhưng mà thường các bạn nữ á, mà hay bị buồn hay giận người yêu gì đó cái hay đăng lắm. Hôm nay tôi buồn quá, trầu quá, chán quá. Tại vì người ta đang cô đơn, người ta muốn có nhiều người quan tâm nên người ta đăng như vậy. Và mỗi lần đăng như vậy là thả thính. Thả thính thì nhiều chàng trai vô hỏi thăm hả? Cho nên là không thích. Hồng ơi Hồng, lúc mình buồn mình có hay đăng trạng thái lên Facebook là tôi đang buồn không Hồng? Dạ không chị. Em là quan niệm chơi Facebook, chơi mạng xã hội của em là chỉ nên chia sẻ những cái chuyện vui, những cái làm cho tinh thần thoải mái, chứ em không có thích chia sẻ những cái câu chuyện buồn của em lên trên Facebook, trên mạng xã hội. Rồi, ok. Rồi, chị cảm ơn hai bạn ở ô cửa màu xanh nha. Bây giờ qua tới màu đỏ nè. À, Cảnh ơi, mình chia sẻ một chút xíu về tình trường của mình nha Cảnh. Em trải qua là 4 mối tình rồi chị. Cái mối tình nào sâu sắc là đặc biệt nhất của mình nè? Dạ, thì có cái mối tình thứ hai á, là bọn em quen nhau được 3 năm. Em cũng về nhà bạn đó rồi cũng thăm gia đình, nói chung là cũng là khó ra mắt hai bên rồi. Có một sự cố là mẹ của cái bạn đó có vẻ không ưa em lắm, có cái ác cảm với em á. Ngay từ đầu rồi thì trong 3 năm đó thì em cũng cố gắng để mà làm cho bác gái có cái lối suy nghĩ khác về em á. Nhưng mà bác vẫn cứ kiểu là không ưa ngay từ đầu á, nên là thành ra là gây khó dễ cho em. Nếu như mà người yêu của em mà làm sai thì bác đấy không cần biết đúng hay sai, cứ gọi điện lên là quy cho là em thích cho bạn ấy làm như thế với lại gia đình bạn ấy. Mặc dù là chuyện đó không liên quan gì đến em mà em cũng không hề biết luôn. Hai bạn không có cái cách nào giải quyết khác hả? Trước khi chia tay thì hai đứa có bàn bạc với nhau, có thương lượng với nhau, có cố nắm níu với nhau không? À, bạn trai thì cũng cố níu em lắm. Tại vì bạn cũng thương em mà em cũng thương bạn nữa. Nhưng mà bố mẹ em cũng không đồng ý. Tại vì nếu như mà em về làm dâu nhà đó thì em sẽ không thở được đâu. Bố bà mẹ nào mà một con gái mình mà đi làm dâu của một cái nhà nó khó như vậy. Rồi thôi không phải duyên, mình cũng cố gắng hết sức rồi, bỏ qua. Bây giờ em muốn tìm một người chồng tương lai là người như thế nào nè? Mẫu bạn trai lý tưởng của em á, để mà tiến tới hôn nhân á, thì em muốn là một người trưởng thành. Rồi em không thích là ra đường mà nó hơi xề xóa á chị. Rồi bạn trai thì em không thích là hút thuốc. Nhậu là vô tư mà hút thuốc lá là không được phải không? Rồi cho chị hỏi thử Nam coi. Nam ơi, Nam biết nhậu không? Dạ em mấy cái môn đấy không có gớ chị ơi. Em có giao tiếp nhưng mà trong cái chừng khoảng tầm 3-4 lon trở lại à. Vậy còn thuốc lá thì sao? Thuốc lá em bỏ được gần năm rồi chị. Hên cho em chứ bây giờ bạn Cảnh là không có thích được mùi thuốc lá. Tình trạng của Nam thì như thế nào? Dạ em thì trước giờ em quen cũng khoảng tầm 3 mối tình đó chị, nhưng mà chính thức thì chỉ có một người thôi chị. Quen nhau cũng hơn 2 năm á. Cho tới lúc mà chia tay thì cũng vì một cái lý do đó, chính là cơm áo gạo tiền đó chị. Bạn đó nói giờ muốn lấy nhau thì phải có nhà, có xe. Em thì em nói là bây giờ cái gì thì cũng có, quan trọng là em phải biết là mình
nằm ở đâu mà hiện tại mình đang ở chỗ nào. Em muốn có nhà có xe thì sẽ có, nói chung là đời này không ai nghèo hết á kìa, chỉ quan trọng nhất là có cái chí cầu tiến hay không. Bạn ấy muốn nhà xe có nghĩa là muốn em phải có nhà xe thì mới đám cưới, hay là có nhà xe thì mới quen, hay là muốn mua nhà xe cho bạn ấy, hay là như thế nào? Dạ có nhà có xe mới chịu cưới á chị. Còn em thì em nói cứ từ cái gì cũng có, miễn xác định yêu thương nhau đến với nhau thì từ từ cái gì cũng có, đúng không? Cho nên là nó không có hợp khẩu trong cái gu, dạ, trong cái rồi. Nhận thức, trong cái quan điểm, trong cách nói chuyện cái gì, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì bây giờ thật sự thì Nam muốn tìm một cái người người bạn bạn đời mình là người như thế nào nè? Tính của em rất là dễ, gia đình em cũng vậy, không có đòi hỏi gì hết á chị. Em thì chủ yếu là bạn nữ phải biết quan tâm và chia sẻ mình những lúc mà mình thí dụ mình tác từ công việc á, mình muốn có một cái nơi nào đó để mình tâm sự á chị. Đối với em này sắc đẹp nó không quan trọng, quan trọng là cái tính tình đó chị ạ. Thế thì nãy em có nghe cái câu chuyện tình của bạn Cảnh rồi. Em mối tình thứ hai á là bọn em quen nhau được 3 năm. Có một sự cố là mẹ của cái bạn đó có vẻ không ưa em lắm, có cái ác cảm với em á ngay từ đầu rồi. Nếu như mà người yêu của em mà làm sai thì bác đấy không cần biết đúng hay sai, cứ gọi điện lên là uy cho là em thích cho bạn ấy làm như thế với lại gia đình bạn ấy, mặc dù là chuyện đó không liên quan gì tới em mà em cũng không hề biết luôn. Thí dụ trường hợp em sau này em có một người bạn gái nhưng mà em yêu, em muốn cưới rồi nhưng mà giờ ba mẹ em không đồng ý thì em sẽ xử lý như thế nào? Dạ cái trường hợp này thì không bao giờ xảy ra đâu chị. Tại vì em thì cũng là con trai trưởng, em cũng tự lập từ hồi nhỏ tới giờ chị. Cho nên ba mẹ em rất là đồng ý, bất cứ cái gì em làm đều đồng ý hết. Chỉ cần con mình cảm thấy là con mình tốt là ba mẹ em đồng ý hết hả chị? Nhà em thì siêu dễ luôn. Thì bây giờ trước tiên là các bạn cũng đã lắng nghe được những cái quan điểm của nhau, những cái chia sẻ của nhau, và chị Tường biết bây giờ các bạn cũng đang tò mò lắm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái vòng 2, đó là mình sẽ mở cửa trái tim ra để cho các bạn được kết nối với nhau nha. Rồi xin mời cho 4 bạn được nhìn thấy nhau và trò chuyện trực tiếp với nhau. Hi, xin chào các bạn. Chào em. Dạ em chào. Hi. Chào hai anh, chào bạn nữ. Chào bạn. Vũ ơi, Vũ là nhìn thấy Hồng, Vũ có thấy có giống gì nãy giờ mình đoán không, mình tưởng tượng không? Em thì em thấy bạn nào cũng xinh hết. Thì nói chung là em thấy cái người mà vẽ cái hình trong cái khung thì khá là giống, cho nên là khi mà thấy được các bạn ở đây thì em thấy là rất là giống như trong hình. Bây giờ chị sẽ đưa cái chủ đề thôi, rồi các bạn sẽ thảo luận với nhau cho nó sôi lên, cho nó vui lên, và để mình hiểu nhau, mình giao lưu với nhau được nhiều hơn nha. Thí dụ như sau này mình có chồng, mình có vợ, mình có người yêu nè, thì các bạn xử lý như thế nào khi mà đưa ra cái chủ đề như thế này về cái việc là kiểm soát điện thoại đó. Người bạn gái thì bắt bạn chàng trai là phải đưa cho mình coi, chàng trai thì không đồng ý, thì với cái chủ đề này các bạn xử lý ra làm sao? Hồng ơi, Hồng cho biết nhận xét của Hồng đi. Xem tin nhắn của người bên kia là thuộc về cái vấn đề riêng tư, nhưng mà nếu mà trong cái quá trình quen nhau mà em cảm nhận anh ấy có những cái như là có những cái mối quan hệ mập mờ thì em sẽ đề nghị xem cái được xem tin nhắn của anh ấy. Có nghĩa là em vẫn tán thành cái việc là mình cũng phải được quyền kiểm soát cái điện thoại của người mình yêu, đúng không? Dạ đúng rồi chị. Không coi ai biết gì với chồng, nhiều khi quen mình mà nó còn tù ti tú tí với cô nào khác rồi sao, đúng không em? Trời ơi, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót. Dạ. Mỹ, Cảnh thì sao? Theo em á, thì nếu mà khi mà đã quen nhau rồi á, thì không có cái chuyện gì mà phải giấu giếm hết chị. Nếu mà một khi mà đã giấu giếm á, nó phải có cái gì đấy thì bạn trai mà không cho xem được. Nếu mà không có gì thì nó chả phải cho xem được. Em nghĩ vậy á. Đó là ý kiến của hai bạn gái trẻ. Và kính thưa quý vị, hôm nay trong chương trình này có tới 3 người phụ nữ cùng ý kiến như nhau. Tôi cũng đồng ý hài tài với hai bạn gái. Bây giờ nghe các quý ông sẽ phản bác lại như thế nào nhé. Rồi bây giờ mời Vũ, em có sẵn sàng cho bạn gái kiểm tra điện thoại của mình hay không? Nếu mà thực sự mà cần phải cho xem thì em vẫn sẽ cho xem, nhưng mà em nghĩ là cũng không nên kiểm tra những cái tin nhắn điện thoại thường xuyên của chồng, là tại vì cá nhân bạn bè ai cũng sẽ có những cái group chat riêng, là nhóm nam hoặc là nhóm nữ. Khi mà bạn nữ mà vô tình mà xem những tin nhắn của cái hội mà hội bạn nam đó thì em nghĩ là nó sẽ cũng không hay lắm. Em thì em nghĩ là nếu mà thực sự cần phải giải thích
cái sự chung thủy của mình thì mình sẽ cho con thôi, nhưng mà còn vấn đề kiểm tra tin nhắn thường xuyên thì em nghĩ là không nên. Cho hỏi nhỏ một chút, thường trong cái group các bạn nam đó là nói về chủ đề gì mà không cho phụ nữ coi vậy? Bình thường thì em nghĩ là nói cũng vấn đề nhiều lắm, có tài sự thế giới phụ nữ cũng có, đó là công việc cũng có, cho nên là những cái thì em nghĩ là nó tế nhị, nếu phụ nữ đọc được thì nó cũng không hay lắm à. Dạ. Nhiều khi cả chục anh cũng xúm lại lập lên cái group rồi cũng bàn tán về chị em phụ nữ á, ê xóm tao có con nhỏ đó, già nó trắng, sáng nào cũng đi xách cái giỏ đi chợ, ẻn nhìn đá gì đâu tụi bay rồi ha, rồi chụp lén quay cái cô đó gửi vô group cho nguyên cả nhóm bàn tán rồi chơi, đúng không? Đó là thôi. Bây giờ mời Nam chia sẻ về cái chủ đề từ nãy giờ ha. Em thì một người rất là, nói chung là ngay thẳng về cái vấn đề mà điện thoại, nếu mà đã quen bạn gái rồi thì em cũng không có gì mà che giấu hết á chị, tính em cũng dễ lắm, cho nên em cũng không có phản bác gì, ví dụ mà bạn nữ mà có kiểm tra điện thoại hay không là bình thường à. Muốn nghe ý kiến của chị khách đồ không? Dạ có. Cái ý kiến của Vũ cũng đúng, ta là đàn ông với nhau cũng có những cái chuyện vui mà nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái tình yêu của các bạn nam dành cho mình, thì mình cũng nên tôn trọng cái riêng tư của người ta. Nếu như mình cứ khăng khăng mà mình cứ kiểm tra ngày nào mình cũng cứ lấy điện thoại của chồng mình hay bồ mình kiểm tra thì cũng làm cho cái người ấy cảm thấy là khó chịu, hoặc là giống như mình không có được cái sự tin tưởng. Nhưng mà chị có cái chiều vậy, không có vụ mỗi ngày mỗi kiểm, chị để đó cho mấy bạn thấy giống như là tưởng đâu mình lơ là ha, mấy bạn cứ đi gieo, lâu lâu chị gặt một cái rét và gặt hết thì đã coi như là công là công cốc. Lâu lâu mình thấy cái gì bất ổn đó, mình làm một trận là trận nào là mình làm cho lớn luôn, là mình vô mình thay thế bạn trai mình trả lời hết cái cô nào mà có trong bạn điện thoại bạn trai mình ha. Còn không thôi, nào mình quế mình đặt, mình thấy quế mình chặn mình lóc luôn, xóa số luôn cho bạn trai mất tích, mất số liên lạc luôn. Lâu lâu mình làm lần 1-2 trận thôi đó. Tôi làm vậy được không anh Nam? Dạ được chị. Sao Vũ, sợ không Vũ? Riêng em thì em là không có em gái nuôi hay là chị gái gì hết. Em là chỉ có những cái người mà thực sự là người thân trong gia đình thì em mới lưu danh bạ lô Facebook thôi. Cho nên là trong cái clip của em thì hầu như là nếu mà nữ mà bạn thì không có, em là bạn bè nữ là không có. Nhớ nha, nhớ cái chiêu này của chị Tường nha hai em. Dạ. Nha Cảnh, nha Hồng. Dạ. Rất là hiệu quả, coi như là diệt cỏ là diệt tận gốc cho chị. Mất đột xuất là nó không có cái cơ hội nào mà chống chế hết trơn á. Ok rồi, thôi tôi đừng đốt nhà người ta nữa, người ta đang tìm người yêu mà chị Tường làm ghê quá. Bây giờ mình vô chủ đề thứ hai. Cái chủ đề này sẽ về sự nghiệp và tình yêu nha. Nói chung là cái sự nghiệp của người đàn ông và cái chuyện tình yêu thì nó như thế nào, cái nào nó sẽ là quan trọng, mình sẽ cân đối nó ra làm sao. Bây giờ chị hỏi Vũ trước. Nếu như bây giờ em quen một cái bạn gái mà giờ em muốn kết hôn, nhưng mà bạn gái nói là chê cái sự nghiệp em chưa có ổn định, thì lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Em thì em chưa có gặp cái trường hợp này bao giờ, nhưng mà em toàn là gặp trường hợp là bạn nữ bám à. Bản thân bạn nữ chưa có sự nghiệp nên là không muốn cưới. Em nghĩ là nếu mà trường hợp của em thì bạn nữ bảo là do anh chưa có sự nghiệp thì cái đó là cũng đúng. Tình yêu thì không có màu hồng được. Mình những gì mình nói với nhau nó khác hẳn với cái việc mà khi mà mình về ở chung với nhau. Nếu mà không có kinh tế mà không thể lo được cho gia đình thì em nghĩ là tội cho bạn nữ và con cái sau này. Nên là mình cảm thấy mình không có trách nhiệm. Nếu mà trường hợp mà em chưa có sự nghiệp thì em sẽ không quen ai hết. Còn khi mà đã quen rồi, cho dù lúc đó mà em mất sức nhịn chăng nữa thì em nghĩ em cũng sẽ cưới luôn. Thì nếu không cưới thì mình mất cái cơ hội đó. Tại cái tình cảm một người nó không dễ mà mình tập lại cái việc mà yêu một người khác nữa. Nên là em sẽ trân trọng cái mình đang có, chứ mình không có từ bỏ nên mình chọn cái này cái kia sau. Cho nên là ngay từ đầu mình phải là cảm thấy là mình ổn rồi mình mới đi tìm bạn gái, đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn Nam thì sao? Giống như cái bạn gái trước của em á, thì giờ nói anh chưa có nhà chưa xe, em không đồng ý để lấy anh. Thì em thấy đó cũng là một cách là để nói về tình yêu của một con người đối xử với một con người. Xe cộ, tiền bạc thì đó là một cái vật thì chắc cú là mình phải cần tới, tại mình vì nó mà mình sinh sống hàng ngày mà. Còn cái tình cảm thì không thể nào mình lấy tiền hay hoặc xe cộ nhà cửa để mình đắp vào đó được hết á chị. Và nếu như hai người mà đồng ý yêu nhau thì mình có thể là cùng nhau xây dựng một tương lai. Nếu mà cảm thấy một thời gian mình quen nhau mình chưa đi được tới đâu hết thì ok, mình thể mình dừng. Bởi vì bạn Nam cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đó rồi ha Nam ha, cho nên mình cũng có suy nghĩ chín chắn về cái điều này, đúng không? Cảnh thì em chia sẻ của bạn Nam thì em có suy nghĩ gì? Nam nói cũng
có phần ý kiến giống như em. Nếu như mà mình mà gặp đúng người rồi đó, thì mình vẫn có thể lập gia đình trước và sự nghiệp mình tính sau cũng được. Miễn sao là cái bạn nam đó là có tính đầu tiên là được. Thế còn Hồng thì có suy nghĩ như thế nào? Em nghĩ là để đi đến được cái hôn nhân á, thì có tình yêu thôi chưa đủ, cần phải có sự nghiệp. Khi mà kết hôn rồi mà sự nghiệp không ổn định, nó sẽ kéo theo nhiều cái vấn đề xảy ra giữa hai vợ chồng. Nếu mà bạn nam chưa có sự nghiệp, em sẽ để cho anh ấy tiếp tục phát triển cái sự nghiệp, nhưng mà tụi em vẫn duy trì cái tình yêu đó cho đến lúc mà anh ấy có được sự nghiệp rồi thì sẽ đi đến hôn nhân chị. Nhưng mà nó phải có cái thời hạn chứ, tuổi thanh xuân con gái đâu có thể kéo dài được. Rủi ông chờ ông 10 năm mà ông vẫn chưa thành đạt thì làm sao cưới? Dạ, giới hạn về thời gian cụ thể thì em không có ước lượng ra được, nhưng mà em nghĩ nếu mà anh ấy yêu mình thiệt thì anh ấy sẽ rất là cố gắng rút ngắn cái thời gian mà phát triển cái sự nghiệp ngắn nhất. Hôm nay chị là thấy hai cái cặp mà dự ghép này là có vẻ ổn ổn về cái tư duy, về cái quan điểm, nhưng đó chỉ là nhận xét chủ quan của chị Tường thôi. Cái chính cũng là tụi em nha. Thế bây giờ trước khi mà đi vào cái phòng cuối cùng để mà chúng ta đưa ra cái kết luận của mình là mình có muốn là kết nối với ai trong chương trình ngày hôm nay không, thì chị muốn các bạn hãy mở lòng mình ra một lần nữa. Đây là cơ hội để mà tỏ tình hoặc là cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu từ các chàng trai đi. Các chàng trai là phải mạnh dạn. Bây giờ chị hỏi Vũ, Vũ muốn hỏi gì không? Em với bạn Hồng cũng có nhiều cái quan điểm cũng tương đồng với nhau. Mình không nhất thiết là phải tìm một cái người phù hợp với mình lắm, mà mình có cảm xúc dai thì mình nên là chấp nhận những cái tính cách suy nghĩ của các bạn đó, thì nó sẽ tốt hơn là cứ tìm cái người mà thật sự là phù hợp với mình thì em nghĩ là không có. Chị đồng ý với Vũ đó, tình yêu nó là quan trọng ở cái cảm xúc đầu tiên khi mình gặp mặt nhau. Bây giờ Hồng hát tặng chương trình một bài hát cho vui đi nè, nghe nói là em cũng thích hát lắm đúng không? Em xin hát một đoạn của bài Yêu Thầm. Có lẽ anh chẳng cần một người như em cứ muốn ở gần, vì ngoài kia có biết bao người đến. Có lẽ anh đã thương mến người khác em, vì có lẽ anh chẳng hề, chẳng hề hay biết có em ở đây. Vì sợ anh mắt ấy sẽ nhìn thấy em vốn không được xinh xắn như bao cô gái bên anh. Cảm ơn Hồng nha. Để đó cảm xúc, để đó dành cho các anh, để một lát nữa mình quyết định nha. Rồi bây giờ quay qua tới Nam nè. Nam ơi, hiện tại em có suy nghĩ như thế nào? Cảm xúc của em ra sao? Cảm xúc thì thật sự thì em không biết nói sao, chứ em thấy giờ ai em cũng có cảm xúc hết. Ai em cũng có cảm xúc hết. Cảm xúc ở đây là mình hân hoan, mình chào đón một bạn mới đó chị. Nam ơi, vậy thì bây giờ bên nhà gái đại diện cũng có em Hồng hát rồi. Bây giờ Nam là dân miền Tây nè, mà đừng nói tôi không biết hát nha. Hát bài tặng chương trình nè, đại diện bạn Nam nè. Nói vậy chứ em ca một câu giọng cổ nha, một câu dân ca miền Tây thôi chị ạ. Mời em đến đây, quê anh ruộng lúa bao la đầy đồng, gió nhẹ nhàng lay ngả nghiêng cành lá trổ bông. Dạ thuộc có nhiều đó rồi chị. Làm tôi đang đợi ông lấy cái hơi ông lên câu giọng cổ dài, ông xuống xề cái ai về ông làm có hai câu. Rồi bây giờ người còn lại là Cảnh nè. Cảm xúc hiện tại của em là em cảm thấy vui vì hôm nay được lên đây. Hai bạn nam thì bạn nào cũng trưởng thành hết, nói chung là cũng có hướng ổn định lâu dài, lập gia đình rồi. Thế thì bây giờ các bạn đã trò chuyện cũng khá lâu rồi ha. Tôi nghĩ rằng ai giờ phút này cũng có những cái suy nghĩ riêng trong đầu của mình hết. Và bây giờ là đến lúc mình đưa ra cái quyết định của mình. Nếu như mình muốn được kết nối với một cái người ở ô cửa màu nào thì mình đưa cái hình trái tim màu đó lên. Còn nếu chúng ta cảm thấy là trái tim chúng ta chưa có rung động, đầu óc lý trí chúng ta cũng chưa chọn được một ai, thì chúng ta có thể có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Bây giờ sau 5 giây các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng mình lên nhé. Bây giờ thì chị Tường mời các bạn cùng nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại 5 giây.
5. Em thích một người chững chạc nè, có công việc ổn định, cao hơn em như là tầm khoảng 1m7 trở lên đó chị. 1m68 cũng được. Em không thích một người mà mình phụ nữ mà nói quá nhiều đi. Tại em thì thích bạn nữ gọi là cũng biết nội trợ một chút. Mỗi bạn trai lý tưởng của em á, để có hôn nhân á, thì em muốn là một người trưởng thành. Rồi em không thích là ra đường mà nó hơi xề xòa á chị. Tính của em rất là dễ, gia đình em cũng vậy, không có đòi hỏi gì hết á chị. Em thì chủ yếu là bạn nữ phải biết quan tâm và chia sẻ. Đối với em là sắc đẹp nó không quan trọng, quan trọng là cái tính tình đó chị ạ. 4 3 2 và 1 khoảnh khắc quyết định. Xin mời. Đưa cái chữ gì vậy? Em ghi cái gì vậy? Dạ đây cái tim màu đỏ á chị, tại em không có đồ. Trước tiên cho một tràng pháo tay chúc mừng cho một cặp đôi ngày hôm nay ở ô cửa màu xanh. Thế thì bây giờ hai bạn xanh từ từ tôi nói sao. Bây giờ tôi hỏi trước nè, Cảnh ơi, tại sao mà em không có chọn ai hết trơn vậy? Em thấy hai bạn chia sẻ thì em có ấn tượng bạn Nam, nhưng mà cái lúc phút cuối thì em thấy là tim em nó không có cái dấu hiệu gì hết trơn á chị. Nam ơi, rồi mình hôm nay mình chưa có kết đôi được với ai hết thì mình có buồn không? Do duyên số thôi chị ạ. Thôi hy vọng là các bạn sẽ gặp may mắn ở lần sau. Biết đâu một cái một thời gian không xa tình yêu sẽ mỉm cười với hai bạn nhé. Thế bây giờ thì chúng ta cùng chúc mừng cho cái cặp đôi mà hôm nay đã có cặp trái tim xanh lè nhé. Sao thầy anh Vũ ơi, cảm xúc hiện tại như thế nào anh Vũ? Dạ thì cảm xúc hiện tại là em cũng thế mà là thấy vui chứ các chị. Hy vọng là sẽ nói chuyện được tình cảm đi xa hơn nha. Giờ Vũ hứa hẹn một cái gì đó để chị Tường làm bằng chứng nè. Hai bạn, bạn Cảnh với bạn Nam làm bằng chứng cho tình yêu của mình luôn nè. Đó, bây giờ em hứa cái gì với bạn Hồng? Em hy vọng là em hứa với bạn Hồng là cảm ơn vì cái quyết định là đã chọn anh, thì cố gắng chứng minh là cái sự lựa chọn đó là không phải là sai lầm. Em sẽ không phải hối tiếc vì đã tin tưởng anh, không phải hối tiếc vì đã tin tưởng anh. Dẫu con nói bao điều, cảm giác trong em bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Hết dịch là kiếm liền nha. Dạ hết dịch em sẽ gặp mặt với lại hẹn hò với bạn Hồng. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Vũ đã cho em cái cơ hội để tìm hiểu. Cũng mong là một ngày hết dịch sớm thì mình có thể gặp nhau, nói chuyện trực tiếp với nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chị Tường xin chúc mừng cho hai bạn đã trở thành được một cặp nha. Dù hai bạn là đến từ hai nơi khác nhau nhưng mà đã đồng ý về một hướng cùng nhau. Đó chính là thông điệp mà nhãn hàng John đã gửi gắm qua chương trình. Và để chúc mừng sự hai thành một của các bạn, nhãn hàng bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả trong 1, sử dụng miễn phí 1 năm luôn nha. Và đặc biệt nếu như mà sau này hai bạn có tin vui, hai bạn mà tiến tới hôn nhân thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn 2 cộng 1 là 3, 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Đó, lấy nhau cái là bột giặt trong nhà 3 năm không có cần mua luôn nha. Cặp đôi mà không có hẹn hò hôm nay nè, không thành công ngày hôm nay, thì nhãn hàng Joy cũng tặng cho mỗi bạn 1 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí luôn. Một lần nữa các Tường xin chân thành cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và quý vị khán giả ơi, nhớ đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc nha. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Ghép Đôi Thần Tốc, 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Chúng ta hãy cài đặt ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình một cách sớm nhất quý vị nhé. Và bây giờ thì Cát Tường xin chào và